người phụ nữ đến từ New York, Mỹ phát hiện mật ong chảy dọc theo tường phòng ngủ của mình. Và sự sốc hơn nữa khi biết được rằng chỗ mật ong đó đến từ 35.000 con ong đang làm tổ trên trần nhà. Therese Musick đã từng nhìn thấy ong xuất hiện trong nhà của mình vào năm ngoái, nhưng cô lại không để ý đến điều đó cho lắm. Nhưng khi cô phát hiện một dòng chất lỏng kỳ lạ chảy thành dọc trên tường và nhận ra đó chính là mật ong, thì cô đã ngay lập tức gọi chuyên gia kiểm soát côn trùng đến. Mickey Hedges, 52 tuổi, một thợ nuôi ong, đã cắt một lỗ rộng 1,2 mét trên trần nhà của Therese và tìm ra khoảng 35.000 con ong mật làm tổ ở đó. Bên cạnh đó, anh cũng ước lượng có khoảng 27 đến 32 kg mật ong trong tổ, hầu hết đã được Therese lấy ra cho vào lọ để cất. Mickey đã dùng máy hút áp suất thấp đặc biệt để hút hết đàn ong vào một cái hộp. Anh cho rằng đàn ong này đã làm tổ ở căn hộ của Therese khoảng 2 năm rồi. Mickey đã nối nghiệp nuôi ong từ ông của mình và có biệt danh thợ nuôi ong Mickey. Anh nói, đây quả thật là bất ngờ lớn. Tôi nghĩ lũ ong đã ở đó được 2 năm hoặc hơn thế mà cô ấy không hề nhận ra. Vào lúc tôi đến nhà cô ấy tuần trước, đã có khoảng 35.000 con ong sống ở đó rồi. Mickey chia sẻ, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một tổ ong lớn như thế và tôi cũng chưa bao giờ thu thập được lượng mật ong nhiều như vậy. Tôi phải rất cẩn thận để đảm bảo mật ong không bị chảy tràn ra, phải mất đến 6 tiếng đồng hồ mới thu được hết số mật ong đó. Therese kể lại với một kênh truyền hình địa phương rằng, ong đã bắt đầu làm tổ ở trong căn hộ của tôi từ lâu. Hôm đó tôi về nhà và nhìn thấy có 6-7 con ong chết ở trên sàn. Bây giờ tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ong kêu vo ve và cũng còn mật ong trên tường nữa. Mickey đã vận chuyển đàn ong về nhà mình ở Brooklyn, New York. Nhà mới của đàn ong phải cách xa khỏi căn hộ của Therese tại East Flatbush hơn 3,2 km để đảm bảo chúng sẽ không bao giờ quay lại nữa.